nhỏ rồi tới lại kinh tí xì tiền nhiều quá. Đây nha. Xì tiền đen. Thôi. Dạ thợ. Ăn nó không ăn nó nhả kìa. Trời cố sát vô. Trời, trời, trời đừng có phô con. Hot mấy hôm nay là con tóc chung đường Mỹ Hận đã sắp phụ phí bắt đầu 1/7 là bắt đầu phụ phí. Đây mình đang ở Trung Lương lên thành phố Hồ Chí Minh. Con tóc Trung Lương Mỹ Thuận thấp nhất 108.000, cao nhất 432.000. Đây. Đây, chúng ta đi bên trái đi, chúng ta vào Mỹ Thuận. Đi bên phải đi Hồ Chí Minh. À, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lách lực để đi cao tốc không có tốn tiền. Thì thôi ra quốc lộ đi chứ. Mình là nói thiệt, vô quốc lộ đi. Tại vì cao tốc đi tốc độ 80, bữa mình có chạy trải nghiệm thử rồi cũng không nhanh lắm, mà nhiều khi có những cái sự cố xe thì nó chỉ có 2 làn thôi, không có làn khẩn cấp nữa, thì lúc đây chúng ta sẽ bị chậm trễ hành trình hơn. Thì nếu mà đi quốc lộ thì nó rộng rãi thoải mái. Có một số xe thì đi vào trong á, chúng ta đã giảm tải bớt rồi. Ngay đây là nhập làn nè, từ Mỹ Thuận lên nè. Đó. Chúng ta sẽ cho nhập làn. Mọi người hãy cùng để lại ý kiến cái mức phí đó cao hấp nha. Mình thấy tính theo giá taxi luôn. 1.000 mấy một km rồi 3.000 mấy, nói chung là thấp nhất là 108, cao nhất là 432.000. Mình thấy thì mình đi quốc lộ cũng được, không nhất thiết là phải đi cao tốc, thì đó tùy mỗi người thôi. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền Đen. Bye bye. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền Đen. Bye.